Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Hai đứa em quen nhau cũng giống như duyên số vậy. Em có một đứa bạn thân là con trai, còn Mỹ Nhi thì có một đứa bạn thân là con gái. Hai đứa bạn thân đó thì hẹn hò với nhau. Thời điểm đó thì em với Mỹ Nhi thì mới chia tay người yêu cũ. Cái lần đầu tiên hai đứa bạn thân hẹn hò á, nó yêu cầu em đi theo, thằng bởi vì nó nhát lắm. Quân sư phải không? Đúng rồi. Trên đường đi á thì cũng có mô tả là sẽ có dẫn theo chị này đi nữa. Cũng hình dung trong đầu người xinh xắn, mi nhon ốm các kiểu. Thì chị này chỉ không tới, ăn uống xong hết rồi thì chị này chị mới chạy ra chia nước bạn kia. Lần đầu tiên gặp giống như bóc đèn nó bể vậy, nó sượng lại, chị cột tóc sừng lên, mắt thì hí, kiểu như trang điểm mà kiểu nó lâu rồi nó trôi đi bớt thì hơi bị đen đen tí. Ê, chị em cũng hí mà. Nhưng em trang điểm nó không lỗi, tuổi lắm anh ơi, bị che mắt hí tuổi đó trời. Lần thứ hai chị mới tuốt lên, trang điểm các kiểu lên, khác liền ha, khác liền. mình gặp nó đồng dính thính nè, coi như ấn tượng bạn đó là thích rồi đúng không? Đúng rồi, bạn thì sao? Cái ngày đầu tiên á, em chạy tới cái quán đó thì em không biết là có anh này theo. Vô tình thôi em thấy ảnh già quá, em tưởng là chú của bạn kia, cái em đi vô. Rồi lúc sau mới biết là anh nhỏ hơn em 1 tuổi. Cuối cùng là chú nhỏ hơn em 1 tuổi hả? Trời đất ơi. Chính thức đến khi nào là mới quen nhau? Dạ 1 tháng sau. Ai tỏ tình? Dạ em. Chị này chị cũng lầy lắm, đi ăn đi uống vài lần rồi em cũng đề cập vấn đề quen. Không chịu. Cái lần đó em bắt đầu em sốt sắng quá rồi, mới đặt nặng vấn đề là bây giờ tại sao không quen. Lúc đó chị kêu rồi vậy gặp mặt đi rồi trả lời. Rồi lúc đó mừng, tưởng dính rồi, bắt đầu thay đồ ra, xách xe chạy qua nhà rước, chở đi đâu vòng xong rồi em hỏi lại, ủa rồi chưa trả lời hả? Trả lời cái gì? Ngay cái bà im xíu, bà quốc dưỡng không. Ủa em giận luôn, cái em từ chối xong cái tự nhiên ảnh giận hay gì cái ảnh im luôn. Anh im cũng 1-2 ngày gì á, anh không nhắn tin, không điện thoại, không này kia, giống như là biến mất hoàn toàn, giống như là lúc đầu anh chưa xuất hiện vậy á. Thì tại vì em cũng quen cái khoảng thời gian mà lúc nào anh cũng xuất hiện bên em á, chăm sóc rồi lo lắng, cái tự nhiên cái thấy trống trải kinh khủng luôn. Cái xong cái em cũng suy nghĩ lại, người ta im rồi làm sao kiếm cái ta lại hả? Em mới nhắn tin, em mới ê đâu rồi cái luôn đi. Tôi đợi Nhi nhắn tin trả lời lại cho tôi. Thì thôi ra gặp mặt. Gặp nữa? Dạ gặp nữa. Lúc đó mới chúng em mới quen thiệt. Đúng không, đầu tiên ấn tượng không? Không phải là hôn môi. Đó là ảnh dẫn em đi qua bên quận 7 cái cầu ánh sao á. Nữa cầu ánh sao nữa. Chuyện yêu là cưới toàn cầu ánh sao không à? Kiểu em cũng vô tư á chị. Dẫn em đi lên cầu, xong rồi cái em đứng em nhìn mấy cái đèn dưới ổ hung má em cái. Em quay lại em tát cái bóp. Trời đất ơi. Em nói gì vậy cha nội? Làm giật mình phải không? Dạ, ổng cười. Em cũng mất cỡ, cũng sướng, cũng thấy thích. Vậy là đúng không đầu tiên đó hả? Dạ, mà cũng làm giá chị, làm giá chảnh vậy thôi chứ cũng khoái lắm. Tụi em quen về được bao lâu rồi? Dạ, tính tới thời điểm hiện tại là tụi em quen nhau được 2 năm 3 tháng. Có kỷ niệm nào đáng nhớ trong tình yêu của hai bạn không? Kỷ niệm đáng nhớ thì cũng có nhiều. Cái nào mà ấn tượng nhất? Tụi em quen vào tháng 7, là tháng 8 sinh nhật chị này. Em kiểu như ghiền phim Hàn Quốc mà, xây dựng một cái tiệc sinh nhật lãng mạn cho chị này. Ai ghiền Hàn Quốc, em hay là cổ? Em ghiền. Em mới đi mua sách, đi mua đèn, bánh kem, rồi nến, cái kiểu rồi sân thượng. Tạo một cái bách rau đèn sau trên sân thượng á. Em hẹn là 7 giờ em qua em chở đi ăn. Buổi sáng nhắn đúng tin nhắn đó thôi. Bắt đầu nguyên ngày đó em biến mất luôn. Chị này nhắn tin gọi điện cũng không bắt máy. Coi như chọc người ta dần. Chị này chỉ lo khoảng 7 giờ thì em bắt đầu em xách đồ lên sân thượng để em trang trí chuẩn bị. Thì khổ cái nó mưa tới 8 giờ mấy 9 giờ luôn. Tổ. Mà điện mà mưa đâu dám cắm. Xong rồi nó ngớt đi miếng nó vẫn còn mưa lất phất. Bắt đầu chạy lầy luôn, lấy bịch ni lông mà cột mấy ổ điện lại. Mới điện thoại chị này chạy lên. Thì lúc đó mới giận mà mặt nó lên hùng hổ lên bầm 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 giậm đứt ầm 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 ầm. Bà vừa lên cái thì em mở nhạc xong mở đèn lên cái chị khóc luôn. Chị đứng ở chỗ đi khóc như con nít vậy. Lúc đó khóc là cảm xúc gì á em? Vừa giận cũng vừa vui nữa chị. Kiểu như tự nhiên một ngày mà biệt tâm biệt tích thôi, tự nhiên xuất hiện cái làm một cái hoành tráng lên. Tại từ nhỏ tới lớn chưa có ai làm vậy cho em bao giờ hết. Cái em bị xúc động đậy vỡ òa đúng không? Vừa tức mà chưa kịp chửi nữa cái tự nhiên làm vậy cái bất ngờ quá. Khóc luôn. Rồi có bao giờ có chuyện buồn gì không bên cạnh chuyện vui ra? Chuyện mà lúc mà mới quen á, em dẫn ảnh về nhà để cho chị hai em coi mắt trước. Tại vì ở trên này á, thì có hai chị em thôi, ba mẹ em thì ở dưới Bà Rịa. Em mới dẫn anh này về. Mà kiểu cái tính anh này cũng nghiêm á. Ảnh
cũng lầm lầm lì lì, anh không có nói chuyện, cũng không có kiểu cởi mở, cho nên là sẽ gây cái ấn tượng xấu đầu tiên khi mà gặp đối phương á. Rồi xong rồi chị hai em mới suy nghĩ, kiểu như thấy là em thì khác với tính cách của ảnh hoàn toàn luôn. Em thì lý lắc nói chuyện xàm xàm, còn ảnh thì nghiêm lắm. Cái chị hai mới không biết là có thương không. Thì hồi xưa tối em đi làm về thì hai chị em hay ngồi ăn cơm. Nhưng mà khi mà em quen anh này rồi á, cái em đi ăn với ảnh không à, cái em bỏ chị hai em ở nhà. Cái giận mà cũng nói mấy lần mà em yêu mà, em liều luôn, em đi chơi luôn, em đâu có quan tâm đâu. Em thương chị em quá. Dạ, thương quá trời luôn. Cái xong rồi cái tới cái đỉnh điểm luôn á, là hai chị em khi mà đụng mặt nhau trong nhà là từ mặt nhau luôn. Trời đất. Chị hai không thèm nhìn em luôn. Em hỏi cũng không trả lời luôn. Mạnh ai vô phòng nấy ngủ á. Cái khoảng thời gian đó em bị khủng hoảng. Em cảm giác giống như là khi mà mình về nhà á, nhưng mà không có cảm giác gia đình, cảm giác như là mình ở trọ vậy á. Kéo khoảng một khoảng thời gian cũng khoảng một tháng, cái chị hai chịu không nổi nữa. Chị hai em cũng có bạn trai á, nó kêu là bốn người ngồi lại nói chuyện, chứ nếu tình trạng kéo dài như vậy là không ổn. Tới hiện tại bây giờ là đi chơi là bốn đứa đi chung. Đi ăn đi làm về là bốn đứa ăn cơm chung. Vui rồi ha. Vui. Chị hai em cưới chưa? Dạ, chưa cưới. Sao không kêu chị hai đăng ký chương trình này luôn? Dạ, chị hai mất cỡ. Còn về phía gia đình chung thì sao? Dạ, gia đình em thì dễ lắm. Có kỷ niệm lần ra mắt nào chưa? Dạ rồi, ra mắt rồi. Sao lần đầu tiên gặp mặt gia đình có nói gì không? Ấn tượng gì của em cô bé này? Lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ nói con nhỏ nó có mẫu mắt không vậy? Con nhỏ nó có mẫu mắt không vậy? Tại lúc nói chuyện với lại ba mẹ em á thì cái mắt bả cứ nhí nhí nè. Có một cái đợt tháng 7 là ảnh dẫn em về Huế để gặp bà nội của ảnh đó. Em gốc Huế hả? Dạ gốc Huế. Em cứ nghĩ trong đầu á, trời người Huế chắc khó lắm á, mà tính em kiểu không, em khống khoáng với em vô tư vô lo á chị. Em nói chết rồi, chắc về chắc phải tém bớt quá. Cái em về ủa khác hoàn toàn luôn. Bà nội cưng cưng em quá trời luôn, cưng quá trời cưng, không cho, không có cho đụng cái này, không có cho đụng cái kia, chỉ cho ăn với ngủ thôi. Ra thành phố Huế để ăn cơm hến, tại nhỏ lớn em chưa ăn. Em ăn 4 tô. Em ăn 4 tô cơm hến. Rồi xong rồi cái em về, cái em cứ lăn đùng ra ngủ vậy đó. Cái bà nội ảnh cứ nói là ô con này ăn được ngủ được hè. Ăn được ngủ được là tiếng hè. Cái em về em mới nói má em, cái má em mới nói ủa vậy là khen hay là chê vậy con? Rồi khi bạn về gia đình của Nhi thì Nhi có nói gì với bạn không? Ba mẹ em có đồng ý chung không? Có vui lại giống vậy không? Dạ ba mẹ em thì cũng dễ lắm. Em dẫn ảnh về Bà Rịa, mẹ em mới nói là hai đứa bay mà quen nhau lâu á là tao đi bằng đầu. Tại vì tính ảnh với tính em khác nhau lắm. Giờ đỡ rồi, giờ cũng lầy lầy giống em rồi, chứ hồi trước nghiêm lắm. Chú mà. Dạ. Xong rồi cái được cái là ba em khoái nhậu. Ba em mới nói là thằng nào không biết nhậu ta không cho thằng đó làm rể. Khoái quá, anh này cũng khoái rượu nữa. Cái ảnh mới nhậu với ba em. Lúc đầu cũng ngại ngại, cũng khép nép lắm. Ăn uống cũng khép nép lắm. Cái lúc sau thì cái hơi bung càng, bung xíu không, hơi nhẹ nhẹ xíu là nói là bác với con. Cái lúc lát hồi cái quàng tay qua cái ở ba với con. Cái xong cái lát hồi xỉn quắc rồi đó. Xỉn anh em cái luôn. Cái tao với mày, tao với mày. Trời đó thôi. Gì có tao với mày nữa hả? Anh tưởng là anh em là bác kêu, bác kêu. Bác kêu chứ em không dám. Em chỉ tưởng đâu em xỉn mất mà em tao với mày với ổng luôn chứ. Em có nói chắc về không gặp ngộ đây. Giờ chơi quá. Trời đất ơi, vui quá ha. Rồi có ghen tuông gì không? Trong 2 năm có bóng dáng người thứ ba xuất hiện không? Dạ không có bóng dáng người thứ ba, nhưng mà em ghen. Ghen bóng ghen gió. Em ghen dữ lắm. Sao mà ghen dữ lắm? Mà có em có làm gì không mà để cổ ghen? Thì tại trong môi trường làm việc em là nhân viên phòng nên xung quanh em rất nhiều bạn nữ. Đụng chúng là mấy đứa đồng nghiệp đứa nào cũng lầy hết. Chụp hình bắt đầu lấy cái tay chụp gắm hình vô. Gắm vô cái đầu lấy cái lưng chụp hình gắn vô. Thì bà này mới nhìn mới thấy bắt đầu ai bà biểu thấy... em đưa tay đưa lưng cho người ta em cắm vô chi quá. Không kiểu mình dễ thân quá rồi tối về điện thoại cái tội te tí, tội te tí nghi rồi. Mấy hôm sau không nhắn tin, không trả lời luôn. Cái ghen, bà này bà ghen. Cũng có cái lần đó, cái điện thoại cũ của em còn lưu tin nhắn người yêu cũ. Em nhớ đôi nàng làm xóa rồi. Mà không biết sao còn sót lại một tin á. Bà đọc được, bà nổi sung thiên lên. Bắt đầu bà đòi chia tay các kiểu rồi. Em giải thích không được đó rồi. Bắt đầu tức quá mà không còn điều nào để nói nữa. Thì em đập cái điện thoại, bùm. Mất chảy cái gì luôn anh chị. Chảy cái gì luôn anh chị.
Em chạy ảnh chạy nước mắt chảy ra vậy luôn nè. Vui quá ha. Kiểu như em cũng hoang mang với tự nhiên nó tiếc của đó. Sao tự nhiên mà tự nhiên đập cái điện thoại cái tự nhiên nước mắt chảy ra. Em tiếc cái điện thoại hả? Ồ em tức nhưng mà tiếc lại tại cái điện thoại còn gạch. Ai còn gạch? Mày còn khôn nữa bộ. Tâm minh minh. Bây giờ em muốn làm sao? Anh sẽ được anh trực tiếp cho con nhỏ cho em nói chuyện hay sao? Vậy bắt đầu mới xìu xuống. À, hai đứa có kế hoạch gì chưa? Rồi chị, nào? Cuối năm nay tụi em cưới. Bây giờ là biết hết tật xấu của đối phương chưa? Bạn ấy có tật xấu gì? Hiện tại thì mình mong muốn người bạn đời của mình sau này là thay đổi cái điều gì? Tại vì bây giờ ảnh cũng dọn về nhà em, ảnh ở rồi. Em cứ nghĩ là hai đứa yêu nhau về chung một nhà chắc giống trong phim lắm. Kiểu như mở mắt dậy cái thấy người con trai nằm kế bên mình, kiểu này kia qua chào em hay là này kia. À, thì bữa đó ngày đầu tiên ảnh cũng ngủ với em á, cái xong cái em mở mắt dậy em quay qua. Ủa chảy khe vậy nè, ủa chảy khe vậy nè. Trời đó em đó, trời ơi sao mà gớm dữ vậy trời, kiểu vậy đó. Rồi xong rồi ăn cơm thì không có chịu rửa chén đâu, ngồi chơi game với em, cái em mới nói anh rửa chén giùm em với. Anh biết rồi, cái để đó khi nào em rửa thôi chứ cô không có rửa đâu chị. Với lại ngủ á, ngáy kinh khủng luôn, ngáy mà giống như là cái đề xe lam nó đề lên á. Nó cứ mà em nghe cái kiểu lúc đầu tại xưa giờ em ngủ mình không à, cái giờ có anh này giống như là mấy ngày đầu là em thức trắng luôn. Em không ngủ được, lớn quá, ngáy lớn quá chịu không nổi. Rồi còn thêm kiểu nói mớ nữa, có cái kỳ mà em dẫn anh về Bà Rịa á, thì lần đó á, thì ảnh ngủ với lại bạn trai của chị hai em, còn hai chị em thì ngủ chung với ba mẹ. Sáng hôm sau á, cái thấy mặt của cái anh kia á, mặt mơ mờ luôn, cái em mới hỏi anh bị gì vậy, sao tự nhiên mặt ngu dữ vậy. Em hỏi bồ em á, tự nhiên nó ngủ, nó không cho ngủ, cái tự nhiên nó hát cả đêm luôn. Anh tưởng nó thức từ 2-3 giờ sáng mà nó hát tới 10 giờ sáng luôn. Mẹ nó hát là nó tỉnh hay là hát ngủ? Hát ngủ á chị. Căng thẳng quá. Vậy em mong muốn anh thay đổi điều gì? Em thấy bạn trai em vậy là ngon rồi. Ngon rồi. Thế cậu có tật xấu gì không? Em muốn cậu thay đổi điều tật xấu của chị này á là hậu đậu, như nít vậy, nhõng nhẽo. Đi trong nhà hay đụng đầu lắm, cứ mở tủ ra lấy bột nêm các kiểu đồ ra là lúc cái con cúi đầu xuống lên cái con ngồi khóc vậy á, hay nhõng nhẽo vậy á. Nói chung thì mấy tính xấu đó thì ok, không có gì hết, em cũng không cần thay đổi gì cả. Nói chung cứ vậy là ngon luôn, là vui. Yeah. Vậy thì nói với cổ đi, em vậy là ngon rồi. Thật sự là tình yêu của hai bạn bây giờ kể thấy đúng là ngon thiệt. Nói toàn chuyện vui, chuyện đẹp không á, rất là dễ đẹp. Thương gia đình thì ủng hộ nữa. Cái điều này thì em chưa làm từ đó, khi mà quen Nhi đến giờ em chưa làm bao giờ. Thì đợi đợi tí. Anh tặng em cái điều này, hồi đó giờ em chưa làm bao giờ, là tặng hoa cho em. Và em phải nói em thích thú vui. Nó luôn hướng về mặt trời, cũng giống như tình yêu của anh dành cho em, lúc nào cũng hướng về hướng. Cảm ơn em đến bên đây. Dễ thương. Con nói gì với anh nữa không? Dạ em chỉ mong là dù sau này có như thế nào đi chăng nữa, em có mập hơn hay em có xấu hơn thì anh cũng ở bên em và yêu em giống như vậy, và hai đứa mình lúc nào cũng đi với nhau giống như ông bà ngoại mình vậy. Yeah. Đó, vậy chúc mừng hai bạn.